Xin chào các bạn, chúng ta đều biết lợn rừng là loài động vật hoang dã thường sống theo đàn. Chúng có khả năng thích nghi với nhiều môi trường và điều kiện thời tiết khác nhau. Chúng thường xuyên xâm nhập vào các cánh đồng, gây ra thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những người thợ săn tài năng của nước Mỹ đối phó với những con lợn rừng này như thế nào nhé! Như các bạn có thể thấy, đây là hậu quả của hoạt động đào bới của lợn rừng hoang dã. Chúng tàn phá khắp khu vực dân cư và cánh đồng nông nghiệp, tác hại của chúng là vô cùng to lớn. Lợn rừng con có bộ lông màu vàng và những sọc rất đặc biệt, trông rất đáng yêu. Tuy nhiên khi trưởng thành, lông chúng chuyển sang màu đen hoặc nâu và hình ảnh dễ thương dần phai nhạt, thay vào đó là hình ảnh của một loài động vật hung dữ và phá hoại một cách đáng sợ. Lợn rừng xâm nhập đường phố, lục lọi thùng rác và đào bới không ngừng, tạo nên một cảnh tượng rất mất vệ sinh. Điều này khiến mọi người lo sợ và tránh xa chúng vì lo ngại khả năng lây truyền virus sang người. Để giải quyết vấn đề lợn rừng, săn bắn bằng súng là phương pháp phổ biến. Ở Mỹ, việc sở hữu súng là điều bình thường và tham gia hoạt động săn bắn là một việc giải trí thường xuyên của người dân. Thậm chí, những người thợ săn còn sử dụng máy bay chuyên dụng để săn bắn đàn lợn rừng. Lên kế hoạch chi tiết là yếu tố then chốt khi bắt đầu cuộc đi săn. Từ việc lựa chọn súng đến chọn loại đạn phù hợp, mọi thứ đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính hiệu quả của buổi đi săn. Những con lợn rừng khổng lồ đang lao vào rừng tìm nơi trú ẩn giữa cánh rừng. Tuy nhiên, sự khéo léo và kỹ năng của những thợ săn chuyên nghiệp khiến mọi nỗ lực trốn thoát của chúng đều trở nên vô vọng. Bất ngờ, tiếng súng vang lên khiến lợn rừng gục ngay tại chỗ và chúng không thể chống cự. Chỉ một số ít cá thể may mắn trong đàn thoát khỏi sự truy đuổi dồn dập của thợ săn. Khi đi săn lợn rừng, thợ săn cần chọn địa điểm gần nguồn nước hoặc là khu vực có nhiều loài thực vật mà lợn rừng thích ăn sẽ gia tăng cơ hội tiếp cận với nhiều lợn rừng hơn. Ngoài ra, việc chọn một điểm ngắm thuận lợi cũng là một điều rất quan trọng, có thể là một vách đá cao, một đỉnh đồi hoặc là một chỗ ngồi trong rừng có tầm nhìn rộng. Điều này giúp thợ săn có thể quan sát môi trường và việc di chuyển của đàn lợn rừng một cách hiệu quả. Địa điểm ngắm bắn cũng phải là vị trí an toàn và dễ dàng di chuyển sang vị trí khác, đặc biệt là khi thợ săn mang theo các thiết bị săn bắn nặng nề. Theo các bạn, con lợn rừng này nặng khoảng bao nhiêu kg? Hãy để lại đáp án của các bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn! Có thể bạn chưa biết, lợn rừng có thể di chuyển với tốc độ lên đến 40 km/h và việc săn bắn lợn rừng đòi hỏi thợ săn phải có kỹ năng ngắm và bắn chính xác để có thể hạ gục mục tiêu.
lợn rừng thường không ở một nơi quá lâu, cứ vài tuần thì chúng lại di chuyển đến nơi khác để tìm kiếm thức ăn. Trong môi trường tuyết phủ, chúng có khả năng đào bới và đào bới dưới các lớp tuyết để tạo nơi trú ẩn, gây ra những thách thức không hề nhỏ cho các thợ săn chuyên nghiệp. Mặc dù tuyết phủ có thể tạo ra dấu vết cho lợn rừng, nhưng trong một môi trường có tuyết phủ dày, việc định hướng và theo dõi các dấu vết trở nên khó khăn hơn. Tuyết có thể phủ lên dấu vết nhanh chóng, làm cho việc theo dõi đường đi của lợn rừng trở nên khó khăn hơn. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khả năng phát hiện lợn rừng khó khăn hơn, do đó người thợ săn cần có kỹ năng và kinh nghiệm để đối phó với những điều kiện khắc nghiệt này và tìm ra cơ hội tốt nhất để tiếp cận và săn bắt con mồi. Chó săn là trợ thủ đắc lực của thợ săn. Trong điều kiện tuyết phủ dày, chó săn được huấn luyện để phát hiện mùi của lợn rừng, giúp thợ săn nhanh chóng tiếp cận và hạ gục con mồi. Người thợ săn này đang sử dụng một vũ khí rất đặc biệt để săn lợn rừng, đó chính là cung tên. Các bạn có thể thấy do thời tiết lạnh giá làm cho tay chân của thợ săn cảm thấy đau nhức và lạnh, làm cho khả năng kiểm soát và độ ổn định của tay khi bắn, dẫn đến việc bắn trượt mục tiêu. Một phương pháp phổ biến khác được nông dân Mỹ sử dụng để săn bắt lợn rừng là sử dụng bẫy bằng kim loại. Đây là cách hiệu quả và nhanh chóng để bắt một số lượng lớn lợn rừng cùng một lúc. Thợ săn dùng các loại mồi nhử để thu hút lợn rừng và khi chúng vào bẫy, hệ thống sẽ tự động đóng lại, tóm gọn toàn bộ đàn lợn rừng. Nếu các bạn yêu thích phương pháp bẫy lợn rừng này, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Ngoài phương pháp bẫy bằng kim loại, phương pháp bẫy lưới cũng rất hiệu quả. Ưu điểm của phương pháp này là bẫy gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển sang vị trí khác. Một điểm tôi rất thích ở phương pháp bẫy lưới đó là loại bẫy này thường không gây tổn thương cho động vật như bẫy bằng kim loại. Trong một số vùng của Mỹ, thì lợn rừng có thể không phải là một phần của ẩm thực địa phương hoặc không được đánh giá cao như các loại thịt khác, thịt gia cầm hoặc thịt gia súc. Tuy nhiên, có một số người Mỹ vẫn thích thú và sử dụng thịt lợn rừng cho mục đích ẩm thực cá nhân, đặc biệt là trong các cộng đồng săn bắn hoặc những người theo đuổi phong cách sống gần gũi với thiên nhiên. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia phát triển và giàu có nhất thế giới, cũng như là một trong những nước rất phát triển trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Các nhà máy chế biến thịt quy mô lớn có dây chuyền sản xuất hiện đại để đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Việc sử dụng lao động thủ công không còn phổ biến nữa. Thay vào đó, việc đầu tư vào máy móc hiện đại được ưu tiên để đảm bảo cả số lượng và chất lượng thịt, đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và xuất khẩu. Hàng ngày, có hàng nghìn con lợn được chế biến.
và mỗi sản phẩm thịt đều được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Trong khu vực chế biến và đóng gói thịt lợn, công nhân sử dụng dao để tách từng phần thịt lợn và xương lợn thành các phần nhỏ hơn, có thể sử dụng làm nguyên liệu cho việc chế biến các sản phẩm như xúc xích hoặc thịt muối. Khác với ở Trung Quốc, thịt lợn tại Hoa Kỳ chủ yếu được bán dưới dạng đóng gói và đông lạnh. Người tiêu dùng thường mua chúng tại các siêu thị vì họ tin tưởng rằng thịt lợn đóng gói đã trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh, có thể bảo quản được trong thời gian dài. Hoa Kỳ còn nổi tiếng với ngành công nghiệp thịt lợn quy mô lớn. Vào năm 2020, gần 150 triệu con lợn đã được nuôi tại các trang trại. Các trang trại tại Hoa Kỳ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng thức ăn và điều kiện sống cho lợn. Họ áp dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa và quản lý thông minh. Điều này đảm bảo chất lượng thịt lợn ở mức cao nhất. Nếu bạn thấy quy trình nuôi lợn của Hoa Kỳ là thú vị, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Lợn là loài dễ nuôi, thích nghi với nhiều môi trường và có khả năng sinh sản cao, thường sinh từ 8 đến 12 con mỗi lứa và mỗi năm có thể sinh 2 lứa. Trong 2 tuần đầu sau khi sinh, các con lợn con thường được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Để đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn, quá trình tiêm phòng là một phần quan trọng của việc chăm sóc động vật. Những vaccine này thường được sản xuất để đảm bảo lợn khỏi các bệnh thường gặp như dịch tả lợn, viêm phổi lợn hay các bệnh nguy hiểm khác có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe và khả năng sinh sản của lợn. Tại các trang trại này, họ sử dụng hệ thống cung cấp thức ăn tự động để cải thiện hiệu quả chăn nuôi lợn và giảm lãng phí, đồng thời là cung cấp đủ nguồn nước, đặc biệt là trong mùa hè để đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn. Điều này đảm bảo rằng thịt lợn sản xuất tại Hoa Kỳ là đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Video ngày hôm nay của chúng tôi các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có gì không hài lòng hãy để lại bình luận cho chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ và nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới. Hàng năm, quốc gia này sản xuất khoảng 50 triệu tấn thịt lợn để tiêu thụ nội địa. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới. Năm 2023, nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc ước tính là 2,3 triệu tấn với mức tăng trưởng là 8% so với năm trước. Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2023 đã đạt 442 triệu con. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn tăng cường sản xuất trong nước. Để đáp ứng nhu cầu về thịt lợn ở Trung Quốc, các nhà máy chế biến thịt lợn đã được xây dựng ở tất cả các khu vực của đất nước. Không chỉ sản xuất thịt lợn đóng gói chất lượng cao mà người tiêu dùng còn ưa chuộng thịt lợn được chế biến tươi ngay sau khi giết mổ, tạo nên sự khác biệt đáng kể so với quy trình chế biến thịt lợn ở Hoa Kỳ.
Sau khi được chế biến tại các nhà máy, thịt lợn thường được mua trực tiếp bởi các thương nhân và vận chuyển đến các thị trường tiêu thụ thực phẩm. Hầu hết người tiêu dùng Trung Quốc vẫn thích sử dụng thịt lợn tươi thay vì thịt lợn đóng gói hoặc đông lạnh vì họ tin rằng nó sẽ thơm ngon hơn khi nấu. Ở Hoa Kỳ, họ phát triển các trang trại lợn quy mô lớn với hàng chục nghìn con lợn và trang thiết bị chăn nuôi hiện đại. Trong khi đó, ở Trung Quốc, việc chăn nuôi lợn quy mô nhỏ vẫn phổ biến, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi với địa hình hiểm trở và giao thông khó khăn. Ngoài việc nuôi lợn trong chuồng khép kín hoặc chăn thả, nông dân Trung Quốc đã phát triển một hình thức nuôi lợn độc đáo, đó là đào hang để nuôi lợn ở các khu vực đồi núi. Thay vì phải đầu tư số vốn lớn để xây dựng các chuồng trại truyền thống, nông dân có thể tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng những hang động tự nhiên này làm nơi trú ẩn cho lợn của họ. Đặc biệt, những con lợn này được nuôi bằng các loại rau củ quả tại địa phương, cung cấp dinh dưỡng dồi dào và cân đối. Những loại thức ăn này có giá trị rẻ, do đó nông dân có thể sử dụng làm thức ăn cho lợn, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí thức ăn chăn nuôi. Tại Trung Quốc, giống lợn Maishan là một giống lợn đen nổi tiếng với khả năng sinh sản cao, có thể đẻ từ 15 tới 16 con mỗi lứa. Tuy nhiên, giống lợn này có tỷ lệ thịt nạc thấp và nhiều mỡ, không được ưa chuộng cho sản xuất thịt thương phẩm. Dù vậy, lợn đen vẫn có giá trị bảo tồn gen và có thể được sử dụng trong việc lai tạo nhằm cải thiện khả năng sinh sản của các giống lợn khác. Nuôi lợn ở các hang núi không cần chuồng tạo ra môi trường thoải mái nhất cho chúng. Các thung lũng sâu cung cấp bóng mát và chắn gió, giúp duy trì nhiệt độ ổn định. Điều này giúp tạo ra môi trường tự nhiên lý tưởng cho lợn phát triển, giúp sản xuất thịt chất lượng cao. Ngoài ra, nông dân thường cho lợn vận động hàng ngày để tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó làm cho thịt thơm ngon hơn so với lợn được nuôi theo cách truyền thống. Lợn nuôi ở các khu vực đồi núi thường được bán nguyên con cho các thương nhân, sau đó chúng sẽ được gửi đến các cơ sở chế biến. Qua video ngày hôm nay, hy vọng là đã giúp các bạn hiểu được phần nào sự khác biệt giữa cách chăn nuôi lợn của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Các bạn có suy nghĩ gì về các phương pháp chăn nuôi lợn này? Bạn thích phương pháp chăn nuôi nào hơn? Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Sự theo dõi và ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để chúng tôi có thể tạo ra những video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại! Chào mừng các bạn đến với giới thiệu độc đáo về đội ngũ sáng tạo tài năng của kênh chúng tôi. Hãy bắt đầu với biên kịch video đầy tâm huyết, người mang trong mình tình yêu bất tận với thế giới nông nghiệp. Cô không chỉ xuất sắc trong việc viết nên những câu chuyện ý nghĩa mà còn liên tục tìm hiểu các công nghệ công nghiệp mới mẻ và bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp theo là trái tim và linh hồn của đội ngũ chúng tôi, người chủ kênh kiêm chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy không chỉ hết mình với công việc mỗi ngày, vượt qua giới hạn bản thân để mang đến những video tốt nhất cho khán giả, mà còn là ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt, luôn cháy sáng để thắp lên những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho khán giả của chúng tôi.
Hy vọng trong hành trình sắp tới sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và những tình cảm yêu quý từ phía các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều.